Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành cây sáo đang trong thời điểm kích thích ra hoa. Sau khi tiến hành làm bông bằng cái biện pháp là phun xịt lan, sau cái thời điểm phun tạo mầm, khi tất cả các cây đã lên mầm rồi thì sẽ áp dụng cái biện pháp là kích thích ra hoa. Sau cái thời điểm đi dinh dưỡng khoảng được 2 lần và ở lần thứ hai khoảng được 3-4 ngày thì tất cả các cây nó đang trong tình trạng là xanh cây. Và hiện tại là có một số cây nó đã bật mầm bông rồi. Đối với cái cây này á, là trong quá trình phun á, thì mình sẽ tiến hành là tạo mầm liên tục. Khi cây nó lên mầm rồi thì sẽ áp dụng cái biện pháp là phun phá lá các bạn. Tức là nó có một số lượng bông nó xì nhất định á, thì sẽ áp dụng cái biện pháp phun phá lá. Thì hiện tại thì những cái mầm nè nó đã lên rồi, nó đã bung bông tương đối ổn rồi. Thì đối với cái cây này khoảng cả 7 ngày nữa, tức là đi thêm một lần phân nữa, thì cái cây nó sẽ bung bông đều. Đây là tình trạng cái cây sau khi ở thời điểm kích thích ra hoa. Đây, hiện tại thì cái bông nó đã bung được như vậy nha các bạn. Tức là những cái mầm nó đã bật rồi, tuy nhiên mà nó chưa có dài. Đó, đây là những mầm bông nè. Hiện tại cái lá nó đang trong tình trạng là xanh cứng, do là mình tiến hành đi dinh dưỡng dưới gốc giải độc và đồng thời là giải độc ở trên lá. Trong thời điểm này thì mình vẫn tư vấn cho nhà vườn là tiếp tục đi dinh dưỡng đầy đủ và định kỳ các bạn, giúp cho cái cây của mình nó bật mầm bông thật là nhiều, và đồng thời là tiến hành là phòng sâu bệnh để giúp cho cái bông của mình nó được khỏe, nó không có bị sâu bệnh nấm bệnh tấn công. Đây, tất cả là bông chùm các bạn. Đối với cái lượng trái nè, do nó xì trước á, cho nên là nó đã đậu trái luôn này. Trong quá trình phun phá lá nó không có bị rụng. Do cái tỷ lệ phá lá vườn này các bạn, mình cho phá lá ở một cái tỷ lệ thấp. Tức là các bạn có thể quan sát thấy cái bộ tàn nhện là nó còn y thinh luôn á. Cái bộ tàn nhện là nó không có rụng nhiều, cho nên là nó không có chết già. Đây bộ tàn nhện nè. Cho nên là tỷ lệ phá lá là mình cho nhà vườn áp dụng là thấp, tiến hành là phun giải độc kích mạnh thôi, cho cái cây nó ra hoa thật là đều thôi, chứ phá lá nhiều thì nó tổn cây. Ở thời điểm này thì vấn đề nước tưới là chúng ta cần tiến hành là giữ ẩm liên tục luôn các bạn, giúp cho cái liếp của mình nó ẩm để cái rễ nó được ra tốt, và đồng thời là sử dụng những chất kích rễ đúng để kích thích cho bộ rễ nó ra thật là khỏe, hỗ trợ tốt cho cái quá trình là nó lớn bông, mặt bông và nuôi trái sau này. Vấn đề phòng sâu bệnh thì được thực hiện ở thời điểm này định kỳ luôn các bạn. Tại vì khi nó cây nó nhúm mầm bông rồi thì chúng ta cần phải là quản lý cái sâu bệnh rẻ y chang như mà chúng ta lấy cơ đọt vậy đó. Đối cái này thì khoảng cỡ 5 tới 7 ngày nữa thôi thì tất cả các cây nó sẽ bung đều. Thì để cho cái cây nó bung đều thì cái vấn đề kích rễ rất là quan trọng, cân bằng pH đất, kích rễ và đồng thời là giải độc những cái dòng thuốc mà chúng ta đưa lên ở thời điểm là chúng ta tạo mầm á, để giúp cho cái cây của mình nó tỉnh lại. Khi cây tỉnh lại thì khả năng bật mầm bông nó rất là mạnh. Đối với cái này là đều là mầm bông hết trơn nữa các bạn. Do mới đi dinh dưỡng lần thứ hai khoảng được 3-4 ngày thôi, cho nên là tình trạng bật bông nó chưa có nhiều. Thông thường chúng ta đi khoảng được 3 lần các bạn thì cái quá trình bật bông nó diễn ra mới mạnh.
tại vì lúc đó cái cây nó hút dinh dưỡng mới nhiều quá. Còn ở thời điểm này thì nó mới chỉ có hút bình thường thôi, thì nó mới bật ra được như vậy thôi, nó chưa có tích lũy nhiều thì nó chưa bật mạnh. Ở thời điểm này các bạn vẫn có thể tiến hành là phun phân bón lá hỗ trợ tốt cho cái quá trình nó bật nha các bạn. Đây, những cái tàn trà tàn nhện thì nó còn y thinh, cái quá trình rụng lá nó diễn ra không có nhiều. Thì hiện tại là những cái tàn trà thì nó cũng đang vú bông thôi. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình chăm sóc, tiến hành là phục hồi kích thích ra hoa đối với cây làm bông bằng cái biện pháp là phun xịt lan. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đằng vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.